Cuối năm, nhu cầu vận chuyển hàng hóa gia tăng cũng là thời điểm hoạt động vận tải diễn ra sôi động nhất trong năm. Nhiều tài xế ham lợi nhuận đã bất chấp chở hàng quá tải quá khổ, chở hàng siêu trường không giấy phép, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Thực hiện đợt khởi điểm ra quân xử lý vi phạm giao thông, các lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý được nhiều trường hợp vi phạm. Không còn chỗ để chở hàng, tài xế điều khiển phương tiện này đã lợi dụng nắp thùng xe tải chứa hàng hóa, sau đó phủ kín bạc để thông qua các chốt kiểm soát. Khi lưu thông trên tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thì bị lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản và yêu cầu hạ tải ngay lập tức. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế đã thừa nhận hành vi sai trái của mình. Trong mà tôi cũng biết lão tôi là thấy hành vi mình là sai, tôi ra chấp nhận xử lý vi phạm. Còn đây là trường hợp xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng do tài xế Lê Đức Hùng, trú tại tỉnh Thanh Hóa điều khiển, bị lực lượng chức năng tạm giữ. Qua kiểm tra, tài xế không xuất trình được giấy phép lưu hành theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải. Cái này là vô tình như thế đó, thì là anh em cũng phải tạo điều kiện để cho bọn em là đưa xe ra ngoài đó để là giao lại cho công ty. Ví dụ là sau này, ví dụ công ty mà còn lưu hành cái phương tiện này nữa, hoặc là cái công là siêu trường siêu nữa thì là các anh có quyền là thẳng tay xử lý. Tiếp đó, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục tạm giữ một phương tiện quá khổ giới hạn vận chuyển hàng siêu trường không giấy phép lưu hành. Theo cơ quan công an, việc vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng không giấy phép tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông cho người đi đường và cả người điều khiển phương tiện. Về cái phương tiện hàng hóa siêu trường thì để đảm bảo an toàn thì người ta phải thực hiện theo đúng các cái quy định trong cái giấy phép lưu hành. Tuy nhiên đối với những phương tiện mà không có cái giấy phép lưu hành như thế này thì việc di chuyển trên một cái cung chặng đường dài hoặc là tham gia giao thông đường bộ sẽ hạn chế cái tầm quan sát, tầm nhìn của người điều khiển phương tiện, thậm chí là những cái phương tiện đi liên theo. Cho nên đây là một trong những cái nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông rất cao. Bởi thế cho nên là Cục Cảnh sát Giao thông đã chỉ đạo chúng tôi rất là gắt gao trong vấn đề kiểm soát đối với các cái loại phương tiện này. Hiện nay theo quy định đối với việc vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng thì các dân tổ chức vận tải phải có giấy phép lưu hành của Bộ Giao thông Vận tải. Đặc biệt khi vận chuyển phải có sự hỗ trợ của các phương tiện dẫn đường cũng như đội ngũ chuyên môn kỹ thuật giám sát để đảm bảo giao thông trên đường. Đối với các trường hợp vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông yêu cầu người điều khiển tháo dỡ hàng, bố trí phương tiện phù hợp để thay thế dỡ hàng siêu trường đúng quy định.